15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Chị gái ơi, mình em qua đây nè chị. Qua đây nè chị. Qua đây em phụ. Dạ, chị mới đến lần đầu luôn hả chị? Ừ, chị mới đến. Rồi. Chị không cho quay chị, em quay chị chết em luôn á. Chị để bên bàn đi em lấy cho. Việc chị ghé dạ. Em gửi chị cái dĩa này. Dĩa này dĩa đó. Dĩa này còn ướt thì phải. Để trên cái mâm này. À, không cái đó đựng dĩa được à. Dạ. Rồi, nhà chị chị cận đây hả chị? Bình Phước mà xuống tới đây luôn. Chị đi công việc chị ghé. Một dĩa cái cây tôi quá ha. Chị chưa có đi ý là nãy đi đường không thấy chỗ nào bán ở ngoài đường này có gì dạ, không? Dạ, tươi quá đẹp luôn mọi người. Đi đưa em dọn cho. À, bưng lên phụ cho nha. Sáng ngày mai mọi người. Qua Trần Hữu Định và TV và bường xây dựng nha. Chờ đợi mình nha, mình chuẩn bị coi. À 15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Rồi ở đây thì cũng có hai cô cũng mang đồ đến cúng ha. Bây giờ mình sẽ qua mình sẽ hỗ trợ nha. Và có con bướm nè. Hình như gần đây thì mộ cậu Năm rất là nhiều hoa nên cũng thu hút rất là nhiều bướm luôn. Dạ. Con chào hai cô ha. Cái này là à, vậy, chào chị. Con đang giống ở Bình Dương mà chỗ nào cô? Ở ngã tư Hòa Lăng. Ngã tư Hòa Lăng, dạ. Biết không? Dạ biết, dạ biết. Con cũng ở Bình Dương mà. Cái này là mấy loại cô? Cái này hai loại, à. Chai nhưng chú y có trắng này cũng nhiều hết rồi, nhưng trắng mà mỡ dạ. Không có mua. Nhưng mà chai hết ha cô. Chai mà hết rồi. Hết rồi mà còn bao nhiêu à? Dạ. À, này là nhân chuối với là nhân đậu xanh. Nhân ngọt. À nhân ngọt, nhân đậu luôn đó. Nhân ngọt. Dạ. Wow. Đó, mình để nó đi chút nữa em dạ, cho. Dạ dạ. Rồi, giờ công an này lên đi ha. Cô ơi. Cô ơi con chào cô nha. Dạ mình quắp đây luôn cô ơi. À, hoa này là cái hoa màu xanh lạ quá ha. Cô mình để bàn đi cô, để bàn này nè cô. Dạ. Con lấy cho cô cái dĩa cúng ha. À, con muốn sử dụng cái bàn nhỏ ha cô. Ở đây nè chú Tư. À, còn nhiều nữa ha. Dạ, vậy con lấy cho cô một cái mâm lớn nha. Lấy cái mâm lớn hả ơi. Có bánh mì rồi đó. Con lấy cho cô cái mâm này được chưa cô? Chú Tư, đem qua đây nè, để mình có cái bàn. Không, thì cô chắc lên đây thôi mà cô bỏ nó lên để nó cái đậu này. Dạ. Lấy cái dĩa thôi cô. À, chắc là mình phải lấy cho cái dĩa để bỏ nho ra. Nho ra. Vũ Linh chai, cái mình cúng chai mới chịu à. Ờ, nho. Ừ, đúng rồi. Có đồng chứ ai cúng chai hưởng đi. Lấy kéo, được lấy kéo chị cứu nha. Lấy chai nè chú. Lấy nhau kìa, chắc không ngạo giờ, cái chai không chịu. À, cái này là dịch quay với là thịt heo quay á. Dạ. Bánh mì. Mình có cặn bỏ ra dĩa không chú? Có dĩa hết à. À. Để ai biết nè. Hỏi hỏi cô. Cô mình để ra dĩa ha, mình dĩa ha, để trên hộp chị. Để dĩa ha. Cô để dĩa đi cho nó đẹp. Vậy rồi chú để chú, cái này chú bỏ đây con lấy một cái dĩa nhỏ hơn bỏ hay quay. Hai cái chung dĩa đi cho nó chung luôn hả? À, mình để ngang vậy hả chú? Ừ để ngang. Dạ.
heo quay. Chú ơi mình đến từ đâu chú? Từ ở quận 2. Dạ. Trời ơi cũng xa ha. Quận 2 là gần Thủ Đức rồi đúng không chú? Là chỗ bệnh viện Lê Văn Thịnh quận 2. Dạ. Vậy là mình đi nãy giờ chắc cũng tiếng mấy, 2 tiếng ha. 2 tiếng mấy luôn. Trời ơi. Tại không biết đường đi á. Dạ. Còn đi lạc luôn phải không chú? Rồi mình chắc hỏi đường chắc cũng nhiều ha. Hỏi 3-4 lần mới dạ. Tới đây. Đây con qua con tìm chứ có lậu hoa không con? Chắc là mình cắt bớt quá ha. Dạ. Kéo bên đó đó con, đó đúng rồi. Đâu để ông bạn đây. Thôi để đang để bạn được rồi. Dạ, để bàn đi con. Đây có chén rồi chú. Đây. Là bưng chảnh luôn ha. Có nước chưa cô? Rồi, nước rồi, nước. Không biết không cắt quá, cục quá. Không, ở này là vừa chị. Cô lấy bánh mì. Đưa con lấy cái gì nha. Bưng cái bàn kia, cái bàn luôn hả? Dĩa hả? Mình chắc ở đây luôn con. Không biết. Cái dĩa đó không đủ đâu hả? Chắc là mình chắc mình lo sạch thôi chứ làm chi nhiều. Giống như mình có chắc ấy không? Mấy ổ đúng không cô? Này mình để xin. Để lên cái bàn này bưng ra luôn. Đúng rồi, để bàn luôn. Bàn, rồi bưng, ai bưng cái bàn ở đây. Rồi, yeah, cái này mình tặng. Nước nước cháo. Cất cái là thôi xong luôn. Có dịch nữa đó. Bây giờ anh em phải hẳn nha. Ra để đi lui là nguy hiểm lắm. Dạ dạ dạ. À, có để đây nè, để cho bà con cô bác vô cúng nữa. Đây mà không có bác vô thì có thương thương nữa. Vào cũng dịch quay hay quay luôn. Dịch quay, heo quay. Bên kia bên đây có nước. Có nước chưa đây chưa cô ta? Cô cái này có nước trong này rồi đúng không? Để phía trên đó. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Lôi lôi cái dĩa dịch quay anh tí nha Thảo. Rồi để được mà. Để cây được đó. Thì ngã mình bông thôi. Để con lôi cái này qua anh tí xíu lên đây là được rồi. Nè, đó. Rồi ok. Cái bình con sợ bia. Không, không ngã đâu, mình không ngã đâu. Có bia luôn. Mình còn kích lại không ta? Hả? Còn lấy cái bịch kích lại không ta? Trầm lại đúng không? Trầm luôn. Trầm luôn không? Trầm luôn trầm. Nên trầm. Dạ. Có. Mình trầm mình chưa một. Cô ơi con bọc lại con chửi một phỉnh đó nha cô. Không có cái này cô ơi. Đây nè. Ngày sáng để có cái đồ kéo qua ha. Dạ có đúng, ở sáng đâu đây nè. Ngày sáng đâu đây nè, bỏ chắc trong đây quá. Thôi bỏ xuống rồi. Ngày sáng nhớ bỏ đây rõ ràng. Đây đúng không? Đây nè. Rồi có rồi. Cái nét của cô Ngọc Dạ. Có cái đồ cắt luôn không? Quay, theo quay, bình bông. Bông này rất là đẹp. Em cầm tôi cắt đi. Tôi với cô nè cô. Làm gì? Cô để đó luôn, cô để đó luôn. Ủa sao bao lại chi vậy? Rồi. Sao mình không dùng nhang ta? Cái chén luôn. Khán giả quận 2 nhưng mà cô phải mở hé hé ra một lỗ cho nó thông hơi á. Bây giờ hôm nay có một cái cách mới là bao lại và hé ra một lỗ cho để cúng đó. Cho mấy con rùa nó có bu vô cái này. Ở đây cả nhà thấy có heo quay heo quay của dịch quay của cô chú ở quận 2. Như vậy là đầy đủ ha. Quý 1 con năm hôm nay. Ủa? Là ngày 30 tháng 5 nha mọi người. Quá hấp dẫn luôn. Quá hấp dẫn luôn. Quá tuyệt vời.
Đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.